Dan Khu Showbiz, Mỹ Tâm chia sẻ quan điểm làm nghề từ thời chân ướt chân ráo, mời thì hát, xin thì không bao giờ. Cái tôi nghệ thuật cao ngất ngưỡng và tư duy làm nghề độc lạ. Trong cái cuộc sống của mình, mỗi ngày mình phải tiến bộ lên. Thì khi mà mình muốn tiến bộ thì mỗi ngày mình phải làm. Mỗi ngày mình phải làm tốt hơn cái ngày hôm qua. Thì không có thể nào mà mình dừng lại cái việc đó được. Ngay từ thời điểm chưa nổi tiếng, Mỹ Tâm đã có một cái tôi nghệ thuật rất cao và tư duy làm nghề ấn tượng. Trải qua hơn 20 năm cầm mic, điều đó ở cô vẫn không hề thay đổi. Khó ai có thể phủ nhận nữ ca sĩ chính là một trong những ngôi sao hàng đầu làng giải trí Vbiz. Để có được chỗ đứng như giờ đây, Mỹ Tâm đã trải qua một hành trình dài khẳng định tài năng và cũng vấp phải không ít khó khăn thử thách. Nhưng điều giúp cô đi xa và đi lâu trên con đường nghệ thuật chính là một thái độ làm nghề rất quyết đoán, nghiêm túc ngay từ những ngày đầu tiên. Trong một cuộc phỏng vấn, Mỹ Tâm từng có dịp chia sẻ nhiều điều thú vị về chuyện làm nghề và trải nghiệm của cô về cái tôi nghệ sĩ. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân có cái tôi nghệ thuật rất lớn, tuy nhiên đó vốn là tính cách có sẵn, chứ không phải vì một nghệ sĩ nổi tiếng mới bắt đầu có. Về chuyện nhận show diễn, Mỹ Tâm từ khi còn chưa nổi tiếng đã có quan điểm, không đi xin để hát mà phải là được mời thì mới đồng ý, dù cho bản thân có cần tiền đến thế nào. Có thể thấy ngay từ thuở mới chân ướt chân ráo vào nghề, Hoa Mỹ Tóc Nâu đã có một sự tự tôn với giọng hát tài năng của mình. Người đẹp chia sẻ rằng, ngày trước khi còn đi học, có những lúc không có tiền sinh hoạt. Khó khăn như thế nhưng người ta luôn phải mời Tâm đi hát thì mới đi, chứ Tâm không có đi xin. Việc đi thi cũng là bằng mọi giá đi, để người ta thích mình và mời mình đi diễn. Từ đó mình mới có tiền sinh hoạt. Giờ đây Mỹ Tâm là cái tên đã không còn xa lạ trong làng nhạc Việt. Tham gia hoạt động nghệ thuật từ sớm, nàng Hoa Mỹ Tóc Nâu nhanh chóng chinh phục phần lớn khán giả với chất giọng nữ trung, âm vực dày rộng và khỏe. Đi lên bằng chính thực lực của chính mình, cô vẫn giữ được tầm ảnh hưởng với khán giả nhờ tài năng, sự giản dị, nhan sắc nổi bật và tấm lòng nhân hậu, thương người, giàu lòng nhân ái khi liên tiếp tham gia các hoạt động từ thiện. Được biết sự thân thiện, giản dị, dễ gần, trân trọng của cô đối với người hâm mộ lại một lần nữa được khẳng định qua thái độ và cách hành xử của nữ ca sĩ đối với những người hâm mộ nhỏ tuổi. Cụ thể, sau khi trình diễn tại trận đấu gây quỹ từ thiện giúp đỡ cho những trẻ em gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19, tối ngày 29 tháng 9 năm 2022, dù sân vận động khá đông và hỗn loạn, nhưng sau khi diễn xong, Mỹ Tâm không ngay lập tức di chuyển ra xe mà vẫn ngồi lại vị trí lắng lại chờ màn chào sân của các cầu thủ. Bên cạnh đó, trong thời gian chờ đợi, khi có người hâm mộ nhí đến xin chụp ảnh, cô cũng không ngần ngại mà lập tức cúi xuống chụp ảnh ký tên cho em. Thậm chí khi ban tổ chức chương trình điều chỉnh vị trí cho hai em nhỏ ngồi cạnh cô ra đầu hàng, cô còn dịu dàng cúi xuống nhường lối cho hai em, xoa đầu hai em. Mỹ Tâm được khán giả yêu mến bởi sự chuyên nghiệp trong âm nhạc. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn tạo thiện cảm với công chúng bởi tấm lòng nhân ái, sự yêu thương và giúp đỡ người khó khăn. Hơn hết, những việc làm của giọng ca muộn màng là từ lúc đều không phô trương. Mỹ Tâm cùng ekip thực hiện chuyến thiện nguyện ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nữ ca sĩ không hề kêu gọi quyên góp. Trên trang cá nhân, giọng ca ước gì chia sẻ vài hình ảnh đáng yêu để đánh dấu kỷ niệm đẹp. Trong chuyến đi lần này, cô gái bất ngờ khi hiếm hoi thể hiện sự nổi giận. Nữ ca sĩ đang trao quà cho một bà cụ lớn tuổi, tuy nhiên đám đông lại vây quanh, không ai giúp bà cụ nhận quà và tiến ra ngoài. Mỹ Tâm liền hỏi, có em nào không? Em nào làm ở đây? Không chụp hình nữa. Hành động của Mỹ Tâm cho thấy sự quan tâm cô dành cho bà cụ, quan sát những chi tiết nhỏ nhất. Sau khi hình ảnh này được chia sẻ, người hâm mộ cũng thể hiện sự đồng tình đối với nữ ca sĩ này. Với một trái tim nhân hậu cùng quan điểm làm nghề của Mỹ Tâm, không chỉ thể hiện tính cách mạnh mẽ của nữ ca sĩ mà còn cho thấy sự nghiêm túc với công việc, biết mình biết người của cô. Cũng chính điều này đã giúp Hoa Mỹ Tóc Nâu sau hơn 2 thập kỷ vẫn trụ vững ở vị trí dẫn đầu làng nhạc.